quay đoạn video. Hello, xin chào các bác nhá. Đây review cho các bác ít phụ kiện điện thoại. Cửa hàng địa chỉ 474, chợ Hàng Mới, Lê Chân, Hải Phòng. Các bác có nhu cầu thì đến địa chỉ này nhá. Đầy đủ món luôn. Các bạn. Đầy đủ vậy đang chim rồi đèn. Món gì qua địa chỉ này. Làm đồ đẹp thôi. Đấy, số điện thoại đây anh em nhá. 0936 849 515. Đó. Rồi. Ôi, cuối video này em xin phép chào các bác nhá. Chào các bác nhá. Đây, ông chủ, anh em ông chủ cửa hàng đây. Rất đẹp trai. Cuối video xin phép chào các bác.